Dạ chào mọi người nha, hôm nay thì mình vừa ra tiệm cá của chú Năm á. Chú Năm gặp sự cố là cái bình oxy của chú Năm hết bình hả? Chú Năm đi sửa bình hả chú Năm? Đi sửa cái cục sạc. Sửa cục sạc hả? Cái cục sạc để bơm oxy lên xe hả? Bơm oxy hay sao? Cái cục sạc đó hả? Ờ. Cục sạc đó thì mình viêm vô trong cái điện sống trong nhà đó. Ờ. Không có cái đó là đâu có sạc bình được, mà chính là cái cục đó giờ sạc nó điện nó không qua cái bình. Không có ý là sạc cái bình này để bơm vô oxy hay sao hay làm gì? Hư. Là hư cái bình để bơm oxy ha. Hư cái cục sạc đó. Hư cái cục sạc ha. Cái bình là bình mới nhưng mà cục sạc hư. Hết nhiều tiền. Bây giờ nó đang sửa mà chưa biết ăn tiền. Hư cái bình này hả trời. Chứ đâu biết nó thay thế cái gì dữ. Hư bình oxy ha, hư cái gọng dây oxy ha. Hư cái máy nó bơm á. Máy bơm hả? Đó, cái máy bơm là máy này. Đó, con máy nè. Máy này máy bơm oxy, nó phải đi nguyên bộ nó mới được. Nguyên bộ luôn hả? Có cái máy này, rồi có cái bình này, rồi có một cái cục sạc cái bình cái nữa rồi nó mới ra được. Học sinh nó phải coi. Vậy là... Giờ nó phải coi ông Năm. Nguyên bộ nó là 1.2.3 triệu. Nguyên bộ oxy 1.2.3 triệu. Đi. Ông Năm ông tạo thêm giờ chơi mới gì chưa? Bây giờ bèo quá, bài ra chừng nào mà tiền hết. Bèo hả? Học sinh lúc gà chắc mua hết cá rồi. Bây giờ đứa nào đứa bán cá rồi, mua chứ rồi thả xong rồi. Dạ. Tấn nó bán mấy tháng này. Sao ông tạo bên bển có nhiều trò chơi, ông tạo phải tạo trò chơi liên tục. Đem đi đem về, hôm nay là ngày 17 tháng 3. Hôm nay học sinh mình đi ra trễ quá, 11 mấy. Bằng cá đi theo của chú Năm, mấy con cá beta. Chú Năm sao mấy cái keo này nè, lúc nào nó cũng mờ căm mà sao không? Không rửa gì, không nó dính bụi nhiều quá. Tại vì mình bán được con nước trong đây nè, thải nước ở ngoài mình đem đi ra thì trong nhà đem về thì nó trong. Rồi khi mà bán hết là cái con cá đó và mình lấy cái nước trong hồ ra thì nó phải đục vậy đó. Tại con thấy mấy cái keo này nó hơi bị đục á. Nó không có rõ. Tại cái nước này nè. Mấy cái vàng keo này nè, thấy bụi quá trời luôn không? Như ông kỹ ông lao á, ông lao cho nó sạch á. Trong nước trong đó mút ra là nó bị dơ hả? Hồi sáng đi á, đi cái nhà đó. Mười ngàn lộn xộn hả? Đó thì cá luôn, 10.000 lộn xộn. Châu đen, châu vàng đi. Châu bình tết. Cho con gái chơi. Ngày nào cũng coi luôn hả? Ăn cơm là coi hả? Vậy ăn cơm là coi hả? Ăn gì coi. Vừa ăn vừa coi hả? À, coi chú quay chứ cái chú này quay luôn nè. Phải nè. Phải không coi quay lắm. Nhà đâu quay nào coi hả? Mạng đâu coi. Nhà đó. Wi-Fi. Nhà mắt quay thì coi đó. Coi có coi thông qua nhà chú Năm không? Tại chú Năm làm mấy keo này mờ quá, quay không thấy cá, mà comment không thấy. Cái này là nó ố ngoài cho nó cho
nó ở giữa ở ngoài luôn á. Ở ngoài mà ở trong luôn, ở trong nước nó bị đục á. Lấy từ ở trong hồ này. Gì kỳ vậy? Ăn hút ăn con chú nó đó ăn vô sao chứ queo chân à. Chết giờ hả? Qua đây mua đây. Sống không? Ăn ăn thấy bình thường. Ăn thêm. Không phải là ăn hết. Tại vì nó bự quá nó không được, còn thức ăn này nó ăn được là nó sống. Đó luôn cá đẹp quá. Thức ăn này nhỏ nó ăn được. Ăn chỉ là bự hơn. Bự hơn hả? Để nó có hai loại mà. Cái này có hai loại được hả? Ờ. Cái này là 0,5, còn không. Cái này là 0,3. 0,5 cái size 0,5, size 0,3. Ờ. Ai muốn ai có cá lớn thì sẽ loại lấy cá lớn. Ai nhỏ thì loại nó nhỏ hơn. Để quay hồi đó cái mấy màu. Ừ, quay đi. Quay đỡ cá mấy màu. Quay con viên luôn. Ừ. Sao không chúng đi chưa hả? Chưa quay sao chúng? Bể màu trắng. Ồ lỡ luôn. Cái bình này để chạy hoài luôn không Nằm? Thì bắt buộc cái xe phải chạy hoài nó. Chứ cái bình giờ nó đâu có điện nữa. Bình không có điện hả? Là nãy ông nói hư cái cục ắc quy hả? Hư là hư cái cục mà để sạc điện vô trong cái bình ắc quy. Cục sạc điện vô trong bình ắc quy. Hơ cái cục sạc điện vô trong bình ắc quy là bắt buộc là phải chạy oxy với mẹ ha. Không cái này mình chạy lớn ra cái nữa là nó phải mạnh lên à. Dạ. Hai chỗ. Điện ra cái nó rung keo luôn. Rung dàn keo. Ờ thì đổ rồi, vớt cái nào. Bữa nay chú quay à. Ghép khúc nữa không? Ừ. Sao chú im ở đâu mà chú quay xem mỗi lần coi nhé, cũng để ý ở đâu chú quay ở đâu có cái bông hoa xong rồi chú mới quay ở đây là sao mà vậy hả? Ghép vô. Giờ lấy con 10.000 nào. Con 10.000 lấy nào. Chạy lên mạng coi thử xem mọi người lấy. Thấy không? Hỏi chú hỏi đi coi chú cắt con im quá. Thấy rồi. Thấy chú lâu lắm quá. Quay cả hai chục á. Ừ. Chú thiệt thì chú cắt chú sửa. Ủa chú cắt hai chục. Là tự chọn lấy con này phải không? Nhớ hồi bữa hình như con là nói cái chú Nam mà làm cái ống hút cái gì này ống hơi nó xì ra. Ừ. Hết quá. Mấy con không? Mấy con? Bốn con hả? Đây con. Gà tính ra mua mình biến ra. Này gà xiên ra mua nè. Trời ơi. Dạ. Yeah. Rồi chưa? Sao đó cái gì vậy? Sao đó cái gì vậy? Cái máy hả? Cái máy hả? Cái máy. Đâu? Bị đơ còn nó chết ngắt rồi nè. Sao mà gọi là gì vậy? Ai biết, nãy thấy nó mở bão mà. Bọc bị xì hay rồi. Được rồi.
tay luôn hay ta? Đứng mặt tay bên đây cái mắt da không à. Bye bye. Dạ, hư cái cục sạc vô bình oxy gì đó mà chú Năm để xe liên tục á. Đơ nữa hả? Ác quy hết điện rồi, phải cho cái xe chạy liên tục mới bơm được. Bình ác quy hết điện rồi, chú Năm dùng cái này để thay thế nha, cho chạy liên tục.